Ngày 22 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho hay đã gia hạn tạm giam thêm 2 tháng với bị can Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, ngụ quận 3, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Theo đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng cho hay do vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều tình tiết, việc điều tra cần có nhiều thời gian và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam. Vì thế nên cơ quan chức năng tiếp tục tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng. Trước đó, ngày 24 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự.